nhiều niềm vui và hạnh phúc. Toa Nano, công nghệ bảo vệ tổ ấm. Rằng em đã thích anh, thích anh, thích anh rồi. Thạch Sơ Cô Long Hải từ sông biển tự nhiên, cung cấp khoáng chất cho cơ thể năng động dẻo dai. Thích em, thích em, thích em. Thạch Sơ Cô Long Hải, khoáng chất tự nhiên từ sông biển. Labati với hương vị hoàn toàn mới đã xuất hiện. Labati được tạo nên từ tinh chất trong sủng tự nhiên, vị chất tươi và caramel thơm lừng cho cuộc vui bất tận. Labati, thật caramel hoàn toàn mới. Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn dành tặng bú hoa xin tư tặng cô giáo. Vậy thì còn vợ, còn mẹ, còn bạn gái thì sao ạ? Đó thực sự là một câu hỏi khó trả lời trong mùng 8 tháng 3 đối với những cánh mày râu chúng ta. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề này. Chúng ta sẽ có một cuộc gặp với một vị khách mời rất khéo tay, và anh ấy sẽ giúp chúng ta có thể có được những món quà rất đặc biệt, rất ý nghĩa và ngon nữa để dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu của chúng ta. Và xin giới thiệu ngày hôm nay khách mời, đó chính là anh Nguyễn Văn Khu. Chào anh. Một vị đầu bếp đến từ Ngon Bakery. Và ngày hôm nay thì không biết rằng là anh Khu ạ, anh sẽ hướng dẫn chúng tôi làm những món ăn gì thật là ngon để có thể tặng những người phụ nữ thân yêu của chúng ta đây. Khu sẽ hướng dẫn các bạn làm một món bánh cực kỳ đơn giản. Nguyên liệu làm bánh Fruitstart gồm có bánh cookie, bơ chảy, phô mai kem, hoa quả theo mùa và khuôn bánh. Một lưu ý đối với các gia đình là nên lựa chọn loại bàn bếp có độ bền cao, chống chảy xước. Bàn đá VicoStone với độ cứng 7/10 so với độ cứng của kim cương nên có khả năng chống xước và dễ dàng lau dọn, giúp bề mặt không bị bám ố, luôn như mới với thời gian, giúp bạn luôn an tâm, không phải lo lắng quá nhiều với những chi phí đánh bóng và bảo trì. Và với chế độ bảo hành 15 năm từ VicoStone, bạn có thể an tâm về chất lượng cuộc sống của gia đình mình. Rồi bây giờ em đổ vào đây cho anh. Đây chúng ta sử dụng một cái khuôn nhá, khuôn đế liền nhá. Đây là khuôn tát. Một nửa đúng không ạ? Được quá. Rồi bây giờ em lấy cái thìa em dàn đều ra cho anh. Em nén cho nó chặt một tí thì cái phần đế của chúng ta nó sẽ được cứng. Đây là còn là đế bánh. Đế bánh đã hoàn thành và bây giờ chúng ta sẽ cho vào tủ mát khoảng 15 phút. Tiếp theo Khu sẽ hướng dẫn Di làm phần nhân của nó. Phần nhân này chúng ta sẽ sử dụng phô mai kem. Một chút đường xay là chúng ta có thể đánh trộn đều lên. Về Di cho Khu khoảng độ 4 thìa đường xay mà. Sau đó thì bây giờ thì đế bánh của chúng ta sau khoảng 15 phút chuyển lại. Rồi, nó cứng rồi. Đã rất là vô cứng rồi đấy. Ok, vậy chúng ta sẽ đi trang trí nhá. Rồi, ok. Rồi, ok. Dâu chúng ta rửa sạch rồi. Rồi. Anh thấy rằng là thường thường nhiều người là cứ phải làm xong thì dọn một thể đỡ tiện hơn đúng không? Đấy là thói quen của anh, thì lúc nào bên người anh có một cái khăn thì khi anh làm bánh bất kể một cái vật dụng gì rơi ra ngoài là chúng tôi có thể chúng tôi lau chùi luôn để tránh tình trạng nó bị bám ố trên này. Mấy cái đá này tôi nghĩ là chắc nó không bị bao giờ. Thực ra đấy là một thói quen rất là tốt của anh Khu. Để đảm bảo cho sức khỏe, hiện nay đã có rất nhiều gia đình sử dụng bàn đá nhân tạo gốc Thạch Anh VicoStone. Không chỉ sở hữu nhiều thiết kế ấn tượng, mô phỏng vân đá tự nhiên gần như hoàn hảo, bề mặt của đá VicoStone còn là bức vách kiên cố ngăn không cho nấm mốc, vi khuẩn tích tụ và sinh sôi. Ứng dụng của đá VicoStone cũng hết sức đa dạng trong không gian nhà bạn. Đó có thể là bàn bếp, bàn ăn, nhà tắm hay bàn trà trong phòng khách. Nơi gia đình bạn cần được bảo vệ một cách an toàn trước sự tấn công của vi khuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một chút đường xay cho đắp lên để chỉ mạnh tay lên tí. Đúng rồi. Vì ngày em đêm thật zoom cho con thì chắc là cái chuyện này rộng lắm. Như vậy là ta đã hoàn thiện xong chiếc bánh con thẳng lên đồ tuyệt vời này. Và đây chắc chắn sẽ là một món quà vô cùng đặc biệt và vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu của chúng ta. Nên cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chúng tôi và hướng dẫn cho chúng tôi một cách làm bánh rất là tuyệt vời này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn gì. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Với một chiếc bánh xinh xắn